Theo đó, Bà Rịa Vũng Tàu cần chú trọng đầu tư hạ tầng xử lý rác thải, sản xuất các sản phẩm và dịch vụ du lịch xanh, sử dụng năng lượng xanh sạch trong kinh doanh, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ngành du lịch. Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa các ý thức của người dân, doanh nghiệp trong phát triển du lịch xanh, tiêu dùng xanh. Tại diễn đàn du lịch xanh, các chuyên gia doanh nghiệp du lịch cũng đã giới thiệu một số mô hình và sản phẩm, dịch vụ có liên kết du lịch thông minh giúp cho ngành du lịch, doanh nghiệp du lịch tỉnh tham khảo, nghiên cứu, vận dụng trong khoảng thời gian tới.